rồi 6 đứa, rồi 6 đứa mà uống có 4 đứa. Dạ là bốn anh đó là lớn rồi, lớn rồi đó. Giống nhau luôn, cứ nằm ngủ vậy rồi là mất luôn ha. Là đứa bóng rồi. Theo lời ông kể là nói là nhà cũng buồn quá ha, đâm con mà mất hết 4 người rồi. Bà mất rồi. À vậy hả? Mẹ em là con lớn. Lúc mà mất thế này là lúc chị chơi, lúc chắc còn nhỏ ha. Mất là coi như mẹ em mất coi như là 8 năm. Ba mất 6 năm. Là ở nhà này luôn hả chị? Đúng rồi. Dạ. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Cúc Chiến Channel. Mọi người có khỏe không? Thì Cúc Chiến thì cái thời gian qua thì cũng bị bệnh, không có được khỏe lắm nên là không có làm nhiều video cho mọi người xem. Hôm nay thì khi mà mình đi làm về á, mình có tranh thủ thời gian để mà chạy qua ga Sài Gòn thăm lại cái hoàn cảnh của chú Phước và cái em bé sơ sinh mà tới nay cũng được gần 1 tháng rồi. Thì mình ghé thăm để xem là bây giờ cuộc sống của em bé như thế nào rồi, đồng thời là cho em bé một ít da cho chị, một ít sữa của mọi người. À, chị đây hả? Em ghé qua thăm... dạ thăm cụ già với lại em bé mới sinh. À đi hả? Dạ. Không phải cụ già con bé tí mà. Dạ đây là cụ ông Nga. Ngoại nữa. Dạ. Ông qua ông ngoại đây phải Nga què. Dạ đúng rồi. Nhà nào? Nhà đây phải không? Băm ba. Dạ đúng rồi, nhà. Nhà ông cụ nhập về trai chị. Nói cho trai dạ. Rồi, chào chị nha. Dạ. Hôm nay có xe chú ở nhà này, chắc là có ở nhà. Chú Phước ơi, hôm nay cả nhà có nhà hết nè. Chị Hoa nhớ em không? Hôm nay qua thăm bé. Rồi, hôm nay là chuyển bé như thế này luôn rồi hả chị? Không, tại xuống đây nó nấu đồ chờ chị Hai về. À, chị Hai chưa đi học về luôn hả? Bú thấy ngon chưa? Ngồi, dạ. Bữa nay tóc mọc dài ra nhiều á. Mà. Bình thường là cỡ này là bé Quyên chưa đi học về nữa hả chị? Đi học thêm á. À. Hôm nay ngoại có đi lượm bé trai không? Dạ. Có, còn có cái gì. Mới lượm về hả? Dạ. Cái gì có lượm bữa thì nó ai cũng được, nó mới hay chục. Dạ ha. Bữa hiếm quá. Hôm nay được nhiêu? Hôm nay có 10 ngàn. Trời. Ít vậy. Mười ngày là mình về sớm đó chứ. Vậy hả? Ví dụ 6-5 giờ mình đi rồi mình kiếm đường vòng rồi không có rồi là 7 giờ rưỡi mình phải về. Ừ. Chứ nếu mà cứ chờ má nắng lên đó, là con mắt không thấy đường chạy. Dạ. Về ngoại không có bỏ cái bao tay ra luôn hả? Có bao tay thì để giữ cho con xe út không có sợ trúng. Trời, là sao ạ? Xe út bị xe đụng. À. Đụng gãy văng gần văng ngón tay ra luôn. Văng ngón tay ra luôn ạ? Dạ. Rồi nó mới may lại. Dạ. May lại mà nó không chịu lấy cái thẻ của mình, nó chấp nhận nó đưa đi về sai. Là bây giờ là mình để cái bao tay để khỏi mà nó đụng vô cái tay giờ ngón út phải không ha? Dạ. Cũng nhúng nhít được vậy. Nhưng mà cái hàng này giờ nhúng nhít mà tiền mà anh giao anh. À, như là lúc nào thấy đăng cái bao tay vô cho nó đỡ đó. Dạ. Ở cái chân của chú bữa nay đỡ có còn nhức nhiều không? Nhức thì không có nhức nhưng mà sợ nó quẹt vô thôi. Dạ. Nói bây giờ nè, cái chân này không đi được nè. Dạ, cái này không biết rồi. Rồi trên đầu này dạ. Là nóng ngón này rồi. Hôm nay em bé lớn nhanh quá. Hôm nay chú Chiến có mang sữa cho em bé này. Ủa mà bé là đang uống cái loại sữa này phải không chị Hoa? Sữa này phải không? Similac ở lại này phải không? À. Hôm nay chú Chiến có mang 4 hộp cho bé. Chị cất rồi cho bé dùng nha. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Anh này nhăn lớn ghê. Ủa sao mình chấm cái gì vừa chán vậy chị? À cái này không tục. Xin nhà dạ, mình thành cháu đi chơi. Ý là chấm này đi chơi ra ngoài cho yên tâm phải không? Chứ lại tối cho thằng Táo giữ em cho nó yên á. À mình lấy mình nhờ làm mình cho. Bếp rồi mình chấm lên. Còn một số người em thấy là dùng cái gì đỏ đỏ. Dùng son. À nó có giống nhau không chị? Tại mẹ không có dùng son. Vậy là do là người ta thường là dùng son phải không? Nhiều người ta không có dùng than. Dùng son đúng. Nhiều người ta dùng than là sợ dơ. Cái gì à? Mình xin ông Táo phải không? Xin nhớ à. Ôi chú ơi, chấm vậy nè, đây cháu có cháu ông nè. Xin phép đi chơi nè. Hay ha, hèn gì là mình ra ngoài đường thấy mấy em bé là chấm giữa chán vậy đó. Nè,
mẹ mới nấu đồ mà. Này cô Chín mang một ít sữa cho ông này, với lại mang kẹo cho bé Quyên nữa. Hôm nay bé Quyên đi học chưa có về. Dạ. Nói chú đây là tôi thật sự mà nói cho chú nghe. Cái chuyện mà mình già cả làm sao mình giải được. Dạ. Mà muốn mà làm bệnh hoạn thì cũng không giải được. Dạ. Nói chú hết giờ rõ ràng nè. Nguyên cái cẳng này rồi. Đây gãy nè. Đây gãy nè. Dạ. Chỉ còn cái chân này là để chòi xe đạp đi. Mà nhiều khi họ nói xe đạp còn đi được rồi đi sao đường đi. À ý là ra ngoài ông ra ngoài đi nhập cái chai người ta nói này nói kia hả? Dạ. Rồi cái rồi. Mình để về. Mình cái mượn là tròn. À. Em giai đoạn. Chứ chân vậy sao làm bộ được nữa. Rồi lúc đó là ngoại buồn không? Không chịu buồn. Thôi quen rồi. Thế là uống nó hôm nè. đi còn miếng nè. Có hôm mà cái dịch nó bùng nổ này đó. Chiều tôi phải đi qua bên cái đường quận 3 tháng 2 đó. Dạ. Ngồi trên cái lệ đó rồi thấy nhà. Nhà hơi chật nhưng mà thấy chị Hoa chăm cho bé kỹ ghê ha. Mà ngoài sao mà nhà mình nhiều đồ vậy, sao mà ngoài không cho chị dọn bớt đi cho nó gọn. Rồi đang có em bé nữa. Nhà là lúc trước là gia đình 6 người, 7, 6 người rồi. Dạ. Bây giờ mất hết. Mất hết rồi hả? Dạ. Mất hết rồi còn có người thì đi không về, đi mất tiêu, người không về. Không biết là họ chừng nào về đấy mà không dám bán. Dạ. Thành ra cái mà cái thu dọn qua giờ rồi. Rồi mai mốt ở đây mà nó trai chỉnh trang lại thì chú qua cho thấy đẹp tự nhiên. Đẹp liền hả? Để bị cái nào giờ mình không xài được rồi mình cho xe đất đưa đi. Dạ. Còn bây giờ có biết cái nào xài được là xài không đâu nữa. Dạ. Rồi bây giờ là để tùm lum vậy đó. Dạ. Mà không biết cái nào xài được hay không á. Này chỉ tội cho em bé với chị Hoa thôi ha. Ở hôm này thì nó chật. Tối là mấy mẹ con là ngủ bên trên. Chỗ này là của... Ê, chào con. Chào chú. Con đi học thêm vậy hả? Dạ. Ai đưa con về? Học gần đây. Ồ, tự đi trường về luôn hả? Giỏi vậy. Dạ không con. Ê, lụm lên con. Ở cái Quyên, Quyên hôm nay con học môn gì? Học thêm môn gì? Toán. Toán hả? Hôm nay thấy khỏi bệnh cái là ngoan hẳn nè ha. Cũng lăng ghê đó. Học gần đây không chị? Học cách đây 6-7 căn nhà. À, hèn gì thấy tự đi tự về được. Chú có mua kẹo múc cho con nè. Về tự tắm. À, bán cho con hả? Con ăn kẹo được không? Thấy răng xuống hết rồi. Nói như kẹo này chú thấy hên á. Chú tới rồi thấy phường đem cái bộ cái giấy mà vậy. Con rửa tay rửa mặt đi, dòng sao rửa tay rửa dạ mặt cả đó. Táo này dạ. Nha. Còn lúc trước thăm cái mấy năm trước con nằm dài đi luôn, không có đi được. Dạ. Dạ cũng báo cái ô đó là chủ tịch đó báo thì nhỏ cháu báo cho con nói rồi biết ông bệnh rồi thôi còn hơi con cầm cái phiếu này lên cô kêu người ta lên hết rồi còn con đưa vô rồi cô sẽ gửi cái này về xong cái này cô xuống nhà cô ra đâu luôn. Nhà người lớn tuổi nhất là chú Ngà là hôm nay là 80 còn nhỏ xíu là em bé. Đúng rồi. Em bé là hôm nay gần 1 tháng. Đầy tháng rồi, đầy tháng rồi. Đầy đó hả? Mới còn toàn không gặp mà thấy anh khác, anh có lúng đồng tiền đó mà. Thấy ổng ít la chị ha. Tới tuổi 4 mới la thôi. Vậy ha. Chứ bình thường không có gì hết. Cơ bắp cũng dữ á. Nè, cơ bắp ăn gồng lên nè. Đó. Không có nói con. Không có Trả con. Quyên bên đây còn hôn con? Hết rồi hả? Dạ không. Nói chuyện lớn nó đi dạo. Thôi, làm quà con. Thôi, làm quà con bây giờ. Ẩm rồi. Đâu có nói. Không giận nữa nha. Ừ, con ngủ rồi. Ừ. Đứa ngóc cái đầu lên nè. Nè, ừ. Nóng nè. Ừ. Nó ngáp nè.
Quyên thương em bé không con? Ở nhà có giữ mẹ chứ giữ em cho mẹ được không? Bà vừa có giữ được không? Gì vậy, gì cười vậy? Ờ, nghe nói chị giữ em cái cười. Ông này cũng hiểu chuyện ghê á. Giờ mình mua cấp cứu ở đâu á là phải lại đó trình đó đi rồi người ta cấp cái giấy chuyển đi thì mới được, còn không có mà như lại là hủy bỏ của mình luôn không xài. Buổi tối là Quyên hay chơi gì? Điện thoại hả? Lại có học chơi, bài đâu chơi chút rồi, học bài một chút nghỉ ngơi ăn cơm ngồi đây sớm. Học bài hả? Ừ. Ừ. Rồi con có bàn để học bài không? Dạ không. Đi con học bài sao? À. Nhưng mà giờ ra về là học xong hết rồi. Vậy ha. Về đưa bài ra cho học thêm cho cô dạy. Để giờ là nghỉ ngơi xíu ngủ. Ừ, năm nay có giấy khen con. Yeah. Giỏi vậy. Chúng có đầu em mà con. Ngồi đàng hoàng, nói biết nghe con. Đúng không? Cái gì vậy? Cái gì? Ô, thôi chả nè, chả nè. Chả chay không kịp. Trời trắng đi nè, mới đúng rồi rồi. Nó hỏi gì đi ăn. Chân chiều vậy. Chưa về cái nhà mẹ chết cho mà hồi nào không hay. Dạ. Rồi có 3 4 giờ chiều á, người ta ba báo đồng vô dở ra coi. Ô chết rồi đời nào rồi. Là con trai của chị. Chị và mấy người con trai. Chết dạ. Gì mặn ẩu. Là lâu chưa chứ? Dạ. Từ 6 đứa rồi, 6 đứa mà uống có 4 đứa. Dạ, là 4 anh đó là lớn rồi, lớn rồi. Giống nhau luôn hả? Cứ nằm ngủ vậy rồi mất luôn hả? Là đứa bóng rồi. Dạ. Rồi giờ còn anh thì anh có vợ ở đâu mình cũng chưa biết anh ở đâu. Ví dụ là ghé về thăm mình là cũng quý rồi. Dạ bây giờ là ông còn có liên lạc với người con nào nữa không? Hay là không còn liên lạc được với người con nào nữa? Chỉ liên lạc được có người con Úc còn thôi. Còn một người Úc thôi mà Úc ở trong đâu còn chùa còn nước gì đó. À, Long An phải không chị? Nếu mà cần đứa ở dưới Long An phải không? Ừ. Vậy là hơi xa đó. Cái lâu sẽ cho thăm cái chạy về. Chơi bằng ống sắt hay không á. Dạ. Ông đi đụng ống sắt ông núi còn mấy 40 triệu. Dạ. Theo lời ông kể là nói là nhà cũng buồn quá ha. Dạ. Đông con mà mất hết 4 người rồi. Dạ, đó bà xã mất rồi. À vậy hả? Mẹ em là con lớn. Lúc mà mất hết rồi là lúc anh chị chơi lúc đó chắc còn nhỏ ha. Mất là coi như mẹ em mất coi như là 8 năm. Ba mất 6 năm. Là ở nhà này luôn hả chị? Đúng rồi. Dạ. Là mất cũng nhiều quá ha, 6 người con mà mất hết 6 hết 4 người rồi, một người thì đi thất lạc. Một người là thất lạc. Bà không về, không để số điện thoại người ta còn không biết ở đâu luôn. À ý là không về đó chứ không phải là bị lạc không? Về luôn, phải không đưa luôn. Dạ. Không biết á. Rồi lúc trước có con nhà ở đâu rồi không cho mình lên mình cũng không biết luôn. Dạ. Thích thì ghé, không thích thì thôi à. Bị đau, bị mấy cú trở lại chết á mà không về được. Dạ. Là mấy anh đó là đang cứ ngủ khi xong rồi dậy là tự nhiên mất, mình không biết lý do luôn phải không? Đúng rồi, không biết lý do luôn. Dạ. Là mấy anh đó là học tới lớp 6, lớp 7 rồi. Rồi sau cái giải phóng về thì mấy anh bây giờ đề nghị là cho nghỉ học để ra làm bốc vác bên ga đó. Dạ, làm ngay ga Sài Gòn. Về chục để sống. Không, em cũng nhiều vậy nè, từ tóc em dài á. Cái đó, lúc đó là mất là không có khám nghiệm ra gì luôn chị, cứ tự không nhiên mất vậy. Khám để cho mất nhưng do lành lặn thôi, mất rồi cũng mất rồi. À nhưng mà lúc đó là đang khỏe mạnh luôn. Đúng rồi, đang khỏe mạnh cũng không gây lộn với lão với ai chứ, người ăn lâu uống một lon bia ngủ cho mát vậy thôi rồi sáng đi. Người thứ sáu mất ra là đài truyền hình lên dặn vào quay cho mình bàn giao cái nhà cho mình, kêu là chống dầu tình thương đó chú. Ừ. Chứ không phải xây nhà tình thương, chống dầu tình thương. Là ở trên nó hư ra làm ở trên thôi. Con làm bài hết chưa? Đó. Rồi giỏi. Hết trần quay rồi đàng hoàng, mấy ông nói trời ơi tư bản quá giờ này còn nằm ngủ. Đúng không? Tôi nói trần em nó bệnh đó mấy chú ơi. Ừ. Để đưa tôi kêu qua. Cái rừng vô kêu kéo bà hoài không được, dướng nó mùng không được. Thấy giờ nó rồi, cháu nó mất rồi. Trời đất mất bất ngờ vậy luôn á. Không mất bất ngờ. Thì sáng đi rồi con gặp. Dạ. Mà có bị cái tình trạng đó nghe là chỉ mà sơ sẩy một vài đồng hồ là mất dạng. Dạ.
Thì là cái nói chung là ở đây cũng rất là cái ly kỳ các bạn, tức là có tới 4 người con của ông là đã mất rồi và không có biết được lý do. Tức là đang khỏe mạnh vậy xong rồi nằm ngủ rồi tự nhiên mất luôn ha. Mất gì cái tai biến mà phát não. Dạ. Nhưng mà cái đó là cái sự việc nó xảy ra liên tục không chị Hoa hay là cũng dạng dạng mấy năm vậy đó. À dạng dạng mấy năm người. À, mẹ chị mất cũng 8 năm hả? Hay 8 là... năm. 8 năm là mất là không hay luôn á. Dạ. Lúc đó là em còn nhỏ nhưng mà em cũng đi phụ việc người ta rồi. À. Cũng đâu gặp mẹ thường xuyên đâu, về cái mẹ về xíu cái mẹ đi làm tiếp, mẹ về xíu mẹ làm tiếp. Dạ. À, rồi cái sao mẹ đang mệt cái nghe tao nói là cạo gió, cạo gió tao kêu cấp cứu là đi luôn rồi. Dạ. Cháu là tôi làm tiếp mới là rồi không mới được á anh ơi. Nó là nhà nhỏ ai cũng đi làm xa xa rồi lâu lâu mới tạt về mà đúng không? Là hôm đó là mẹ mất là chị có ở nhà không? À, mới đi học về. À, về luôn hả? Lúc đó chị còn đi học mà. Rồi cái học nghề vô học vô làm. Ăn vô đó. Ăn vô rồi bắt đầu tăng xong mới nó phát lên. Dạ. Người ta không hiểu cái vụ tăng xong mình như thế nào. Cái đèn cho cạo gió. Dạ. Cạo gió cái đèn. Em đi vô bệnh viện quận 3 thì cái người con gái đó mới nói về thôi đừng có đưa đi chỗ nào khác, cứ đưa vô ngay quận 3 đi, để đưa thằng bạn bà tốn tiền lắm. Thì đưa ngay quận 3 rồi, trong quận 3 tiếp nhận rồi 10 phút sau là bác sĩ ra biểu người chồng về lo hậu sự. Dạ. Mà thì do chạy về lấy giấy tờ, mấy ông nói kêu báo về là mình chạy ra mình bỏ xác, bây giờ phải ra đi mổ, mổ khám nghiệm. Thì có em của người hiếm á, hồi trước ba làm ở trên bên phòng cảnh sát á, nói cái nghề nó phải bệnh chứ không phải là ai giết, bệnh rồi cạo gió rồi trúng ra chết thôi. Ăn đêm đây ăn cơm xong là cũng không biết nhà chơi gì luôn ha, ngồi nói chuyện nhau về ngủ đi ngủ, không có tivi xem luôn, không có tivi luôn. Nó cũng quen rồi. À, không có buồn rồi chị Hoa? Cũng quen rồi. Vậy hả? Ngồi nói chuyện chơi. Dạ. Yeah. Vậy trong xóm có hay ra nói chuyện với nhau không? Hay là ở nhà biết vậy? Ra nói chuyện thôi. Dạ. Yeah. Không có giao tiếp nhiều chuyện. Dạ. Yeah. Ừ. Nói chuyện hồi người này lo nó xấu người kia kia thôi. À. Người đó cũng không thích. Bữa cho nói có ông này ra mình nói chuyện sức khỏe nhau thôi, giao tiếp thôi. Nói hồi người này lôi ra nó xấu người kia thôi, mình dính tới mình nữa. À, kính thưa các bạn, thì hôm nay cũng chuyến đi làm về cũng ghé qua thăm ông với lại em bé luôn. Thì mình cũng mang ít sữa cho em bé, khi nào mà ghé qua lại mang sữa cho con nha. Hay cũng Dạ. Cảm ơn chú và con bò còn để cám bộ. Cảm ơn chú. Có lòng giúp đỡ cho gia đình. Dạ. Chú mang sữa cho con, sữa với bánh cho con nữa đó. Ai nói gì mà ai. Dạ. Rồi gia đình cố gắng lên ha. Thì bữa sau Chiến có ghé qua thăm để mang sữa tiết cho bé. Thì rất là cảm ơn mọi người trong thời gian qua luôn theo dõi và đồng hành của Chiến ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.